Thưa quý vị, chiều nay tại Hà Nội, Bộ Y tế đã phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức hội nghị trực tuyến với các địa phương về bảo đảm an toàn phòng chống dịch COVID-19 tại cơ sở giáo dục khi tổ chức dạy học trực tiếp. Đối với công tác bảo đảm an toàn phòng chống dịch tại các cơ sở giáo dục, đào tạo, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã phối hợp Bộ Y tế ban hành hướng dẫn các quy định và tiêu chí bảo đảm an toàn trường học. Bộ Giáo dục và Đào tạo đề nghị các địa phương thực hiện rà soát các điều kiện bảo đảm an toàn cho trẻ em, học sinh, cán bộ, giáo viên khi tổ chức các hoạt động giáo dục trực tiếp tại trường. Các địa phương căn cứ đánh giá xác định cấp độ dịch theo từng địa bàn để quyết định cho học sinh đến trường trên nguyên tắc nơi nào bảo đảm an toàn thì chủ động cho học sinh trở lại trường học tập. Theo thông tin từ Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Hà Giang, dịch COVID-19 đã xuất hiện tại 62 trường học ở 9 huyện, thành phố, chủ yếu tập trung tại các trường học bán trú, nội trú trên địa bàn. Tính đến ngày hôm nay, tỉnh Hà Giang đã có 43 cán bộ, giáo viên và gần 400 học sinh bị nhiễm COVID-19. Hiện ngành y tế đã truy vết được hơn 8.000 F1 và hơn 23.000 F2, chủ yếu cách ly tập trung ngay tại trường. Ngành giáo dục tỉnh Hà Giang đã huy động gần 400 cán bộ y tế tham gia tiếp ứng công tác phòng dịch tại các trường học có nguy cơ cao, tiếp tục phối hợp với lực lượng y tế để xét nghiệm sàng lọc với tất cả giáo viên, học sinh có liên quan để nhanh chóng bóc tách F0 ra khỏi cộng đồng, đồng thời phân công cán bộ giáo viên thường xuyên theo dõi tình hình sức khỏe, chăm sóc và quản lý học sinh, phát hiện sớm các trường hợp nghi vấn mắc bệnh. Thưa quý vị, vào sáng ngày hôm nay, Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng đã ban hành kế hoạch tiêm vaccine phòng COVID-19 cho trẻ từ 12 đến dưới 18 tuổi trên địa bàn thành phố và dự kiến có gần 190.000 trẻ được tiêm trong năm nay. Thời gian dự kiến triển khai tiêm mũi 1 từ ngày 10 tháng 11, tiêm mũi 2 sau mũi 1 từ 3 đến 4 tuần. Đối với nhóm đối tượng không đi học, ban chỉ đạo cấp xã phường lập danh sách tổ chức tiêm cho trẻ em từ đủ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi, tiêm cùng nhóm học sinh trung học phổ thông. Trẻ em từ đủ 12 tuổi đến dưới 16 tuổi, tiêm cùng với nhóm học sinh trung học cơ sở. Trường hợp trẻ đang cách ly tại nhà hoặc cách ly tập trung, thì địa phương sẽ bố trí tiêm ngay sau khi hoàn thành thời gian cách ly. Hiện tại thì trên địa bàn thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên, ghi nhận 35 ca mắc COVID-19, trong đó thì đa phần là các ca mắc ngoài cộng đồng, có dịch tễ phức tạp. Thành phố Thái Nguyên đã chỉ đạo tăng cường phòng chống dịch, không để dịch bệnh lây lan. Từ 10 giờ sáng nay ngày 8 tháng 10, thành phố Thái Nguyên sẽ tạm dừng kinh doanh ăn uống tại chỗ, các nhà hàng, cơ sở ăn uống chỉ được bán mang về. Đối với các siêu thị, chợ và một số cơ sở kinh doanh dịch vụ thiết yếu, phải bảo đảm phòng chống dịch theo đúng quy định. Thành phố Thái Nguyên thành lập 5 điểm hỗ trợ nhân dân phòng chống dịch COVID-19, hoạt động 24 giờ trên 24 giờ, đồng thời kiểm soát người và phương tiện ra vào thành phố.